Xin chào mọi người đang quay lại với kênh của em Toàn. Và em Toàn đang công tác tại Toyota Đắk Lắk. Và hôm nay em Toàn sẽ cùng anh chị em chiêm ngưỡng màu đỏ của phiên bản Vios 2023. Và phiên bản này là phiên bản số sàn anh chị em nha. Và đang có mức giá niêm yết là 479 triệu. Và với các mẫu xe lắp ráp tại thị trường Việt Nam như dòng xe Vios sẽ được hỗ trợ 50% thuế trước bạ đến hết năm 2023. Và trong tháng 10 này thì Vios 2023 sẽ được hỗ trợ từ phía đại lý là 50% trước bạ, tương đương với khách hàng mua xe thời điểm này thì sẽ được hỗ trợ là 100% thuế trước bạ, tương đương là 47.900.000. Một con số khuyến mại cực kỳ rất là ấn tượng với mẫu xe Vios này anh chị em nha. Và Vios 2023 sẽ khác với phiên bản 2022 chính là về phần đôi mắt anh chị. Đây, đôi mắt của Vios 2022 là phiên bản đèn halogen và phiên bản 2023 đã được trang bị là đèn full LED anh chị. Và đây là bộ mâm của Vios 2023, cũng là la răng 6 chấu phay sáng, nhưng mà thiết kế đã đổi mới, thể thao và cá tính hơn. Hiện tại thì các khách hàng đang có sở thích về lái xe Vios số sàn, cũng như là mua về chạy lái hoặc là mua về chạy dịch vụ, thì Vios vẫn là một chiếc xe rất là bền bỉ cũng như là rất là giữ dáng và giữ giá chị em nha. Đây là phanh đĩa cả trước và cả sau. Phía sau thì sẽ có trang bị thêm cảm biến, có hai cảm biến lùi và có camera lùi phía sau. Chiếc xe này thì bên em chuẩn bị bàn giao cho khách hàng anh chị. Em vừa quay về một số điểm thay đổi của Vios 2023 phiên bản số sàn cho anh chị nha. Còn đây là về nội thất của chiếc xe. Thì đầu tiên mình sẽ đi về phần cánh cửa đi. Thì xe sẽ được trang bị là gương gập điện luôn anh chị nha, chỉnh điện gập điện. Cửa lái thì auto một chạm nha. Đây là khoang nội thất của chiếc xe, thì được trang bị là ghế da tông màu đen, có màn hình giải trí sẵn luôn anh chị. Đây là màn hình giải trí của xe ha, có kết nối thông minh, rồi có điều hòa chỉnh cơ. Đây là hộp số của xe ha, được trang bị hộp số sàn 5 cấp tay và có cổng sạc 12V. Trên vô lăng thì bây giờ đã bớt trống trải hơn anh chị, là có nút đàm thoại nghe gọi này, nút điều chỉnh âm lượng này, và đây là hệ thống điều chỉnh đèn cũng như là gạt mưa ở bên này. Em sẽ mở cốp phía sau cho anh chị em cùng quan sát nha. Hiện tại thì cốp xe của Vios là một trong những cốp xe rộng rãi nhất phân khúc và có thể gập được hàng ghế số 2 lại luôn anh chị. Mình sẽ mở lên cho lốp xe cua ha. Lốp xe cua thì sẽ được trang bị cùng loại luôn anh chị nha, 5 bánh cùng loại. Hiện tại thì chương trình hỗ trợ 50% trước bạ của đại lý thì chỉ áp dụng cho xe trong thời điểm tháng 10 này nữa là sẽ kết thúc. Thì nhu cầu mua sắm xe dịp cuối năm sẽ rất là nhiều và khách hàng mua xe cũng sẽ tăng lên. Nên đó thì anh chị hãy tranh thủ liên hệ em Toàn qua số hotline 0907 051539. Và hiện tại thì bên em đang có rất là nhiều gói vay linh hoạt với từng khách hàng. Thì anh chị nào mà đang quan tâm về việc mua xe trả góp cũng như là số tiền trả trước, thời gian vay mua xe thì hãy liên hệ với em Toàn để được tư vấn cũng như là báo giá chính xác, cũng như là hỗ trợ anh chị em về gói vay theo đúng nhu cầu của anh chị đang cần nha. Mọi thông tin liên hệ hãy liên hệ em Toàn số hotline 0907 051539.
và em Toàn tới từ đại lý Toyota Đắk Lắk, anh gần sân bay Buôn Thuột nha anh chị.